Anh em mà thích loa di động, đặc biệt là loa của hãng Mankadon thì chắc là các bạn cũng không lạ lẫm gì với cái dòng Onyx của hãng rồi. Đây là một cái dòng mà mình đánh giá là họ rất chịu khó thay đổi trong thiết kế. Vì nếu như mà xét cho điện thoại chẳng hạn, ví dụ như iPhone bao nhiêu lâu mới thay đổi thiết kế một lần rồi, thì Samsung cũng bao nhiêu lâu thay đổi thiết kế dòng S một lần rồi, thì dòng Note một lần. Thì trong khi đó loa chỉ khoảng độ tầm 2 tới 3 đời là Harman Kardon đổi thiết kế một lần. Từ ngày xưa những cái loa có mặt tròn, có hai cái chân nhỏ nhỏ, xong đến cái loa có quai sách, xong bây giờ là một cái loa kiểu như thế này. Thì là đây là một cái dòng loa mà nó thay đổi, chịu khó thay đổi về mặt thời trang và thẩm mỹ. Và với một cái loa như thế này thì bên ngoài thiết kế chúng ta còn nhận được những gì hơn nữa? Cùng tìm hiểu với mình trong video này nhé. Hiện tại thì mình mượn tại 7S và con loa này đang có mức giá là hơn 5 triệu. Đường link của 7S mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho những anh em quan tâm, các bạn bấm vào tìm hiểu nhé. Onyx Studio 7 là một sản phẩm ra cũng hơi hơi lâu lâu sau Onyx Studio 6. Mình thì có bắt đầu xài từ con Studio 2, Studio 3. Hồi đấy thì đã có một cái mặt tròn, hai cái chân khá là hay và nó có một cái lỗ đằng sau thì phải, nếu mình không nhầm. Sau này thì mình đánh giá rất là cao cái dòng nó cái đời quái sách. Bởi vì cái dòng đấy thì nó khác so với cái con này. Thì mình đánh giá là với dòng Studio 5, 6 khi mà cái thân nó liền lạc và nó có quái sách ở trên ấy, thì như thế các bạn cho vào trong cặp, các bạn chỉ cần bọc qua một chút, các bạn cho vào trong cặp thì các bạn cũng không sợ quăng quật. Còn khi mà với Studio 7 và họ làm một cái thiết kế như thế này thì mình nghĩ rằng là có thể bỏ qua được cái vấn đề di chuyển. Bởi vì là nếu như các bạn cho vào cặp xong là cái này nó ép vào cái phần khung này ở đây thì thực ra thì cũng chưa chắc nó đã làm sao đâu, nhưng mà khi mà kiểu đi quăng quần một tí ấy, thì nó những cái va đập vào ở các cái hướng khác nhau ấy, nó sẽ không thể nào mà nó chắc chắn bằng một cái loa liền như là con Studio 5, Studio 6 được. Cái loa như thế này thì mình thấy hướng tới sự di động ở trong nhà thì nhiều hơn. Cái quai sách của con này thì cũng rất là dễ nắm và dễ thao tác, cầm nắm như thế này thì không có cái vấn đề gì khó khăn cả. Mình thấy là so với cái quai của con đời trước thì cũng vậy. Cái cách để và cái độ vững chãi thì mình nghĩ là nó cũng tương đương. Con này thì bởi vì là nó có hai điểm tiếp xúc, chứ không phải như là cái con đời 5, đời 6 là nó chỉ có một cái mặt phẳng tiếp xúc ở dưới. Các bạn đặt con này vào thì mình có cảm giác rằng nó sẽ vững hơn một tí. Nó to hơn mà, cái điểm tiếp xúc nó nhiều hơn. Cái phần hoàn thiện của Studio 7 theo mình thấy là đẹp và chắc chắn. Phần khung này cực kỳ chắc chắn, nhưng có lẽ là bởi vì là cái phần khung nó cũng chắc chắn quá, đâm ra là con này cầm nó hơi nặng. Cả cái phần trọng lượng chung đến cái phần khung này thì mình thấy xách lên là hơi nặng. Mình ngồi như này mình cầm lên là hơi nặng. Bạn nữ nào mà cầm con này thì chắc là không thể vui được. Tất cả mọi thông tin của con loa thì nó sẽ được in ở cái phần đế của cái phần khung ở dưới đây. Rất là nhỏ, in ở đây. Đây là một cái hướng đi thì thông minh, vì là để như thế này thì nó sẽ sạch sẽ, nó gọn cái loa và vẫn in được rất là nhiều chữ. Ở bên dưới thì các bạn sẽ có đầy đủ cổng kết nối AUX, Power và Service. Service này để cắm sang với những cái thiết bị khác các thứ. Ở đây thì nó sẽ chỉ để nhỏ ở đây thôi. Trong cái chỗ này họ làm trông cũng rất là đẹp. Và cái phần đệm dưới loa thì họ làm một cái chân cao su ở đây để nó tránh rách cái màng, cái vải căng nó bọc. Cái vải căng này thì thực tế nó không phải là một cái loại vải căng, nó quá là xịn sò. Cái mặt của cái vải căng này thực ra là một cái loại vải tương đối là bình thường. Với một cái mức giá 6 triệu như thế này thì mình nghĩ rằng là mình hy vọng là được một cái loại vải để nó xịn hơn tí. Nhưng mà như này thì cũng hơi bình thường. Chỉ có điều là nó làm rất là căng. Và bởi vì là nó không có một cái điểm gì lõm, và ví dụ như nó không có cái lòi ra cái chỗ củ tản bass hay là củ gì cả ở đây. Nó không có một cái điểm G nào ở đây. Đâm ra là cái phần mặt này nó rất là căng và nó không bị nhăn nhúm, nó không có một cái điểm nào bị trùng cả. Kể cả ở dưới nó có khoét một cái lỗ để cắm mấy cái chân như thế này đi chăng nữa thì cái phần mặt sau này cũng rất là căng. Nói chung là họ làm cái phần vải này mặc dù là cái chất liệu nó không tốt lắm, nhưng mà cái hoàn thiện của hãng làm thì rất là tốt. Nút thì như thường lệ vẫn để hết ở bên trên và nó không có gì đặc biệt là mới cả. Cộng trừ tăng giảm âm lượng, rồi thì là play pause rồi và kết nối bluetooth. Loa của Harman Kardon thì thao tác bấm nó cũng dễ, nó cũng dễ kiểu thao tác giống như kiểu JBL, bấm một lần là được, không cần phải giữ. Bây giờ tai nghe Shoreless là nhiều con thao tác bấm nó cũng hơi phức tạp, rồi thì loa bluetooth có một số con bấm khá phức tạp. Đội của Harman Kardon với JBL thì chắc là từng cùng hãng nên đâm ra là cũng dễ, cũng vẫn cùng hãng hay sao nhỉ? Về tính năng thì mình đánh giá là con này có một vài điểm mình chưa ưng ý, mặc dù là một cái loa thông minh. Nhưng mà thứ nhất là cái Bluetooth bây giờ mới chỉ được 4.2. 4.2 của hãng thì vẫn là ok thôi. Cái quá trình sử dụng của mình thì nó không bị đứt kết nối, nó không bị rè, nó không bị nhiễu, nó không có vấn đề gì cả. Và kết nối ở trong cùng một phòng thì vẫn ok. Đi ra đến ngoài phòng thì vẫn ok, tức là một lớp tường thì được. Nhưng mà nếu mà khoảng độ tầm 2 lớp tường ấy là bắt đầu có vấn đề ngay. Đấy là cái mà mình nghĩ là thiệt thòi. Và cái thứ ba nữa là cái 4.2 thì không thể nào mà tiết kiệm pin được như còn 5.0 hay là 5.2 bây giờ. Bluetooth 5.2 bây giờ thì nó vẫn tiết kiệm pin. Mặc dù là một con loa Bluetooth nhưng mà khi mà kết nối với cái app thì nó không dễ lắm. Cái app HK Connect của hãng thì kết nối nó hơi khó. Ví dụ như các bạn đã kết nối sẵn Bluetooth với con này
thì các bạn khi mà vào cái app HK Connect ấy, thì các bạn sẽ không thể tìm được, ít nhất là với cái iPhone của mình. App của trên Android thì mình không biết, nhưng app trên iPhone thì ví dụ như mình đã kết nối với cái loa này trước, sau đó mình bắt đầu mới bật cái app lên thì nó sẽ kết nối được, và các bạn phải làm thủ công hoàn toàn từ đầu. Và con này tiện nói công suất nó sẽ rơi khoảng độ 50W, và nó cho mình một cái chất âm rất đặc trưng của Harman Kardon đối với những cái con loa di động. Cái giải trầm nó đánh rất là lực và rõ ràng, cảm giác nó, cảm xúc nó rung được đến cả cái lồng ngực của mình nếu mà như ngồi khoảng cách gần. Nghe rất là mạnh mẽ. Có một điều là mình cảm thấy con này có cái không gian nó không thực sự là tốt lắm. Một cái kiểu V-shape thì thường thì rẻ chép nó cũng sẽ phải lên một chút, và với một con loa thì bao giờ sẽ có cảm giác không gian nó tốt hơn so với một con tai nghe. Nhưng mà con này thì không. Con này mình thấy là cái không gian của nó khá là bình thường, và thậm chí mình nghe một số bài ví dụ như kiểu I Believe in You của Edivo với lại Mariah Carey, Celine Dion, thì mình thấy rằng là giọng của mỗi Celine Dion là rất là nổi, còn trong khi đó thì dàn nhạc giao hưởng đằng sau thì nghe rất là bí bách và nghe rất là tù, cái không gian nó hơi bị hẹp. Mình thấy rằng là cái con này nó sẽ phù hợp hơn cho những cái dòng nhạc mà nó ví dụ như nó hướng tới chỉ một ca sĩ thôi, và hướng nhiều hơn vào vocal nữ, vocal nam không nổi lắm. Nếu như mà các bạn nghe nhạc hoàn toàn không lời và nó không quá phức tạp, những cái bản giao hưởng quá phức tạp, các bạn nghe những cái nhạc không lời kiểu nhạc phim thôi, kiểu của Hans Zimmer các thứ thôi, thì con loa này nó vẫn sẽ cho các bạn cảm xúc tốt, bởi vì là cái giải trầm của những cái bài nhạc phim như của Hans Zimmer nghe nó epic, nghe nó rất ok, và cái độ phức tạp ở trong cái dàn nhạc này nó không phải quá nhiều như cái bài nhạc giao hưởng. Thì mình thấy là nó cũng ok. Bạn nào mà thích kiểu nghe kiểu Đà Lạt xong là Miu Lê, kiểu nhạc sập sinh kiểu như thế, nó không cần quá không gian quá rộng, và với một cái vocal nữ nổi cộng với một cái giải trầm nổi thì nó cũng sẽ khá tốt. Thì đây là một cái loa mà nó đang ok và nó phù hợp trong một thời điểm hiện tại. Nó không phải là loa để các bạn cầm đi du lịch, hoàn toàn không. Nó là cái loa để các bạn cầm có thể xách đi lêu hêu ở trong nhà, chứ không phải có loa cầm đi du lịch. Và hy vọng là vừa rồi là mình đã đưa được những cái thông tin hữu ích cho về con là Onyx Studio 7 này. Các bạn đừng quên là nếu quan tâm có thể tham khảo thì đừng lên bên dưới phần mô tả. Mình mượn tại Xiaomi S, và con loa này đang có hiện tại với mức giá là khoảng độ hơn 5 triệu. Anh em tham khảo nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.